Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 26 tháng 5 năm 2023 tiếp tục bật tăng, bà con chăn nuôi có lãi. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc hiện đang giao dịch quanh mốc 60.000 đồng trượt kg. Các tỉnh đồng bằng như Hà Nội, Hương Yên, Hải Dương, Thái Bình ghi nhận giá heo hơi từ 56.000 đến 59.000 đồng một kg. Một số khu vực tại Hưng Yên, Thái Bình có giá 60.000 đồng một kg nhưng là những đàn heo đẹp, heo trọn. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung du miền núi Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang cũng duy trì quanh mức 55.000 đến 59.000 đồng/trệt kg. Tại các tỉnh Tây Bắc vẫn còn nhiều địa phương được giá heo trên 60.000 đồng/giờ kg. Cụ thể, Hòa Bình từ 54.000 đến 60.000 đồng/kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên dao động trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng/kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai. Quảng Ninh trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng chốt kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên biến động. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 55.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Cục bộ có địa phương được mức giá 60.000 đồng chốt kg. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giữ ở mức 55.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại Nam Trung Bộ, giá heo hơi ở các tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 56.000 đến 60.000 đồng kg. Phú Yên, Khánh Hòa từ 54.000 đến 58.000 đồng một kg. Bình Định 55.000 đến 59.000 đồng một kg. Bình Thuận từ 56.000 đến 60.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 55.000 đến 59.000 đồng một kg, trong đó Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông từ 55.000 đến 59.000 đồng một kg, Lâm Đồng trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng một kg giá heo hơi miền Nam tăng mạnh, nhiều khu vực phía Nam khan hiếm nguồn cung heo, vì vậy giá heo tiếp tục tăng. Mức cao nhất ghi nhận được là 63.000 đồng nguyên kg tại Đông Nam Bộ. Các tỉnh trong vùng đều ghi nhận giá heo hơi tăng thêm. Tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, giá heo hơi từ 57.000 đến 62.000 đồng một kg, một số trại có mức giá 63.000 đồng trên kg. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 55.000 đến 60.000 đồng một kg, Bình Dương Bình Phước trong khoảng 53.000 đến 60.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi trong khoảng 55.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Tiền Giang, Long An là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất vùng với mức giá 62.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 58.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Hanh, chủ trang trại nuôi heo tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho hay giá heo hơi tăng mạnh vượt giá thành, người chăn nuôi có lãi. Thời gian qua, do dịch bệnh và giá heo quá thấp, chúng tôi không đẩy mạnh tái đàn, hiện tổng đàn của trại giảm còn một nửa số heo. Giá heo tăng nhưng khó đẩy mạnh bán ra bởi số lượng heo trong dân không còn nhiều, ông Hanh nói. Ông Nguyễn Văn Giang, chăn nuôi heo tại Khói Châu Hưng Yên cho hay từ hai ngày nay giá heo hơi tại Hưng Yên đã cán mức 60.000 đồng chốt kg, là mức giá cao nhất tại các tỉnh phía Bắc. Do giá cám hạ nên giá thành chăn nuôi heo thời gian này chỉ còn 55.000 đồng chuột kg, với giá bán khoảng 60.000 đồng chuột kg, mỗi con heo một tạ người nuôi có thể lãi 500.000 đồng. Nếu chăn nuôi nhỏ lẻ thì mức lãi này không nhiều, nhưng với trang trại hàng nghìn con thì người nuôi có thể để dư ra một khoản tiền không nhỏ. Hai tuần nay giá heo hơi liên tục tăng giá. Tính đến thời điểm này Kheo hơi đạt mức giá 59, 60, 61, thậm chí có cả 63.000 đồng một kg. Kheo hơi có được mức giá này nhờ một số công ty chăn nuôi lớn dẫn dắt thị trường đã tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Theo ông Đoán, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này người chăn nuôi có lời 4.000 đến 5.000 đồng một kg, nhưng thực tế lại ít hơn vì chưa cộng hết chi phí sản xuất, hao hụt, nhân công. Chưa kể, tùy quy mô của người chăn nuôi những trang trại nào không bị ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi tổng đàn còn nhiều sẽ bất căng thẳng. Những đơn vị nào bị ảnh hưởng dịch tả heo bị thiệt hại về tổng đàn, mức giá này sẽ bù đắp. Hậu Giang, đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng bệnh trên gia súc, gia cầm. Đối với các loại dịch bệnh thông thường, người chăn nuôi quan tâm tiêm phòng bệnh từ sớm để đảm bảo an toàn cho đàn. Cụ thể, bệnh heo tai xanh, tiêm vaccine phòng bệnh cho 1.719 con heo trên 100 lượt hộ chăn nuôi. Riêng bệnh lở mồm long móng, lực lượng thú y đã tiêm vaccine phòng bệnh cho 402 con heo, 9 con trâu và 239 con bò. Bệnh dịch tả heo đã tiêm được trên 32.200 con, bệnh lở mồm long móng tiêm phòng được trên 8.650 con heo và 441 con trâu, bò. Bệnh dịch tả vịt tiêm được 174.120 con. Song song đó, công tác tiêu độc, khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được thực hiện thường xuyên. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chuyên môn đã thực hiện tiêu độc và giám sát công tác tiêu độc, khử trùng trên 3.700 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giám sát vệ sinh tiêu độc, khử trùng được trên 2 triệu mét vuông tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Theo chuyên gia để xác lập xu hướng tăng, giá heo hơi trong nước còn phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu người tiêu dùng. Sức mua không thể tăng một sớm một chiều ngay được nếu kinh tế chúng ta không hồi phục. Nó phụ thuộc vào lượng cung thực phẩm, Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nhận định. Cũng liên quan đến giá heo hơi, tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, ngay từ đầu tháng 5, giá heo hơi bắt đầu nhích lên do đây là thời điểm bắt đầu mùa du lịch. Giá heo hơi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Việt Nam sẽ đứng thứ hai châu Á sau Trung Quốc về tiêu thụ thịt heo. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022 đến 2030. Tổ chức xếp hạng Fitch Solution cũng dự báo tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thịt heo của Việt Nam trong giai đoạn 2018 đến 2026 sẽ tăng lên 25%, cho đến năm 2026, tiêu thụ thịt heo bình quân ở Việt Nam là 31 kg trên người. Những dự báo trên cho thấy thị trường thịt heo của Việt Nam chỉ khó khăn nhất thời. Đây vẫn là ngành được kỳ vọng có nhiều tiềm năng phát triển. Lý giải giá heo hơi tăng lên chủ yếu do sản lượng heo bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi ASF đã giảm dần. Đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo. Thị trường chưa có dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt heo do tổng đàn heo cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức tương đương so với giai đoạn trước khi dịch ASF xảy ra. Đồng thời, Sản lượng thịt heo hơi trên cả nước trong quý 1 năm 2023 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, bà Hiền dự báo giá heo hơi chỉ tăng nhẹ trong quý 2 năm 2023 và sẽ cải thiện rõ rệt hơn trong quý 3 năm 2023 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Bà Phạm Thị Minh Châu, chuyên viên phân tích tại chứng khoán BSC, kỳ vọng giá heo hơi sẽ tăng quanh mức 60.000 đến 65.000 đồng/kg trong giai đoạn nửa cuối năm do nguồn cung suy giảm và nhu cầu ổn định hơn. Tuy nhiên, giá heo hơi khó tăng mạnh lên trên vùng 70.000 đến 80.000 đồng một kg như giai đoạn trước vì khoảng cách giữa giá. Heo hơi Việt Nam và Trung Quốc đủ lớn sẽ khiến nguồn cung tiểu ngạch chảy ngược từ Trung Quốc về lại Việt Nam. Theo ông đoán, dù hiện nay nhu cầu tiêu dùng của thị trường vẫn ảm đạm nhưng giá heo hơi tăng là do nguồn cung có hụt. Nguyên nhân, thời gian qua ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi một số trang trại phải giảm đàn cộng với giá heo xuống thấp, lỗ nhiều trang trại cũng không tái đàn. Vì vậy, nếu giá heo hơi được thiết lập mức giá mới 59.000 đến 60.000 đồng một kg như hiện tại người chăn nuôi sẽ mạnh dạn tái đàn, nguồn cung không lo bị thiếu. Đồng thời, qua làm việc với một số doanh nghiệp trong ngành thì đây là hình thức để lập mặt bằng giá mới cho heo hơi, tránh tình trạng người chăn nuôi thua lỗ kéo dài cũng như đưa heo hơi về đúng giá trị. Bắt đầu từ quý 2 năm 2023, heo thịt tăng giá trở lại và đạt tăng này được đẩy mạnh từ đầu tháng 5 đến nay. Theo đó, từ mức giá hơn 40.000 đồng chuột kg của tháng 3, 4 phần 2023, giá heo hơi tăng lên trên 50.000 đồng trên kg và hiện đã lên gần 60.000 đồng một kg. Nguyên nhân heo hơi hình thành mặt bằng giá mới ở mức cao so với những tháng đầu năm do nguồn cung bắt đầu giảm mạnh. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn, tính đến cuối tháng 3 năm 2023, tổng đàn heo cả nước đạt hơn 24,6 triệu con, giảm 6% so với mức đầu năm. Tổng lượng heo giống nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm ở mức thấp, Đặc biệt trong tháng 3 năm 2023, hầu như không còn ghi nhận nhập khẩu do người chăn nuôi giảm tái đàn. Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, giá heo hơi sẽ tăng trong quý 2 năm 2023 và sẽ cải thiện rõ rệt trong quý 3 năm 2023 khi nhu cầu ăn uống tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục đà phục hồi. Đồng thời, Trung Quốc phục hồi kinh tế, giá heo tại nước này đi lên có thể giúp cho giá heo thịt ở Việt Nam tăng theo. Ông Nguyễn Văn Trung nông dân nuôi heo tại xã Lộ 25 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, với giá heo hơi thương lái mua như hiện nay, trại nào chăn nuôi chủ động được nguồn heo giống đã bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên, gia đình ông cũng như nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thời gian qua đã treo chuồng hoặc giảm đàn, hiện chưa tính đến chuyện tái đàn ngay. Nguyên nhân là các hộ chăn nuôi khó khăn về vốn sau thời gian dài thua lỗ, vẫn e ngại tái đầu tư khi tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là dịch tả heo châu Phi vẫn cao. Ngoài ra, Giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao ngất ngưởng cũng là lý do để người chăn nuôi phải tính toán kỹ khi quyết định tái đàn. Đây cũng là nguyên nhân ngành chăn nuôi tiếp tục chuyển đổi từ giảm chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang phát triển mạnh chăn nuôi công nghiệp. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm trước, chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ cao trong tổng đàn chăn nuôi nhưng hiện nay chăn nuôi nông hộ chỉ chiếm khoảng 10% tổng đàn, với gần 6,3 ngàn hộ chăn nuôi. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, dịch bệnh ASF vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao trong bối cảnh tình hình thời tiết nồm ẩm kéo dài. Vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được sử dụng mở rộng trên phạm vi cả nước, chủ yếu được tiêm phòng giám sát. Nhiều biến chủng của dịch tả lợn châu Phi được phát hiện. Do đó, đơn vị phân tích dự báo giá heo hơi được dự báo tăng quanh mức 60.000 đến 65.000 đồng một kg trong giai đoạn nửa cuối năm do nguồn cung suy giảm và nhu cầu ổn định hơn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng Giá heo khó tăng mạnh lên trên 70.000 đến 80.000 đồng một kg như giai đoạn trước vì khoảng cách giữa giá heo hơi Việt Nam và Trung Quốc đủ lớn sẽ khiến nguồn cung tiểu ngạch chảy ngược từ Trung Quốc về lại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Phó cục trưởng cục Chăn nuôi, giá heo hơi tăng những ngày gần đây từng bước tiếp cận được giá thành sản xuất của chăn nuôi nông hộ. Đối với các doanh nghiệp chăn nuôi công nghiệp đã có lãi với giá cách đây vài tuần. Về thức ăn chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các đông hộ sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Không sử dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn heo đã xuất chuồng và thức ăn của đàn heo đã bị dịch bệnh cho đàn heo mới. Nguồn nước cho chăn nuôi heo phải đảm bảo an toàn và nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho heo. Đối với chăn nuôi trang trại, cần có hồ sơ theo dõi đàn heo về dịch bệnh, nguyên nhân phát sinh, các loại thuốc phòng và điều trị. Lập kế hoạch phòng trừ dịch bệnh cho đàn heo. Có quy trình phòng bệnh phù hợp cho các đối tượng heo và thực hiện đúng quy trình. Trang trại chăn nuôi heo phải lập sổ, ghi chép theo dõi và lưu trữ các thông tin trong quá trình chăn nuôi. Chủ trang trại phải tổ chức kiểm tra việc thực hiện an toàn sinh học định kỳ. Theo ông Nguyễn Chí Công, chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản hồi đáp hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai về những khó khăn Kiến nghị của người chăn nuôi. Nội dung hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai mong được ngành ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người chăn nuôi được giảm một phần lãi suất, tiếp tục gia hạn các gói tín dụng cho các vùng chăn nuôi trọng điểm, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 26 tháng 5 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo